Chào các bạn đã quay lại với kênh tin tức sau về của chúng tôi. Và sau đây là tin tức nói về diễn viên Bình Minh chạnh lòng khi đến bệnh viện thăm Nguyễn Hoàng. Nam diễn viên vật chứng mong manh đại diện hội điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và trao tặng một khoản tiền hỗ trợ cho gia đình Nguyễn Hoàng. Chiều 4 tháng 11, Bình Minh tranh thủ đến bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh thăm nam diễn viên Nguyễn Hoàng sau khi hay tin anh vừa phẫu thuật. Bình Minh cho biết anh đến với tư cách đại diện hội điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh mà Nguyễn Hoàng là thành viên. MC Điển Trai đang bận rộn với lịch đóng phim dày đặc cuối năm, nhưng khi biết tin đồng nghiệp bị bệnh nặng, anh vội đến thăm hỏi. Nam diễn viên ông Trùm đợi hai người bạn trước cổng bệnh viện. Ông bố hai con tâm sự anh xót xa khi nghe tin đàn anh đổ bệnh vì tuổi đời còn khá trẻ. Nguyễn Hoàng là thế hệ đàn anh mà Bình Minh yêu quý. Trong buổi chiều 4 tháng 11, tài tử vật chứng mong manh còn đến thăm diễn viên rạo còi thành lũy đang bị sơ gan ở bệnh viện Nguyễn Trãi. Vì nam diễn viên Nguyễn Hoàng 48 nên cụ người mẫu đứng ngoài trò chuyện với người thân của đồng nghiệp. Bình Minh chia sẻ tình hình sức khỏe của anh Nguyễn Hoàng đang rất nghiêm trọng. Tôi chạnh lòng khi nhìn anh và gia đình chống chọi với bệnh tật lẫn khó khăn. Người thân của anh không có điều kiện trong khi kinh phí điều trị khá cao, nên tôi mong các mạnh thường quân hãy chung tay giúp đỡ. Với tư cách đại diện hội điện ảnh và cá nhân, Bình Minh trao một khoản tiền đến gia đình nam diễn viên 48 tuổi, chị gái nam diễn viên trái đắng. Chia sẻ, em trai phải nằm trong phòng hậu phẫu 2 tuần và sau khi anh hồi sức, bác sĩ mới có phương pháp điều trị tiếp theo. Bình Minh cho biết anh sẽ kêu gọi đồng nghiệp và mạnh thường quân chung tay giúp đỡ đồng nghiệp vượt qua cơn bão bệnh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.